Mày đang làm gì mà lập la lập lép ấy? Đâu, em có làm cái gì đâu. Mà anh quan tâm làm gì, anh đi ra làm việc của anh đi. Chạy nhá, xem em giấu cái gì nhỉ? À, bài kiểm tra không điểm nhá. Thì ra là giấu cái này, tao sẽ biết mẹ. Ơ, gì anh, đâu. Thôi, anh giữ im lặng giúp em đi. Từ giờ anh nhờ em hay là bảo em cái gì em cũng sẽ làm cho. Thế còn được. Đúng là ăn xong loại này. Cái mây đấy mẹ. Mà này, ăn xong xong rồi đi. Xong rồi hai anh em phân nhau dọn nhà đi nhá. Hôm nay mẹ có hẹn một cô hàng xóm. Tí mẹ về mà không thấy dọn nhà nhá, anh cứ liệu hồn. Ơ vợ, mẹ cứ đi đi. Việc nhà cứ để con lo. Con này, ngồi đấy ăn làm gì? Đi làm việc nhà đi. Sao anh không làm đi? Mẹ bảo phân chia công việc đều nhau mà. Ai à, mẹ còn dám cãi anh à? Mày quên bài kiểm tra không điểm rồi đúng không? Rồi đi rồi lại. Mày là bảo gì à? Đi làm việc nhà. Mẹ đến đây hai đứa. Mẹ thấy chưa, con dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ rồi á. Quan trai của mẹ giỏi thật đấy. Ơ, con làm mà sao mẹ lại xem qua anh? Mẹ bảo hai anh em chia nhau ra làm. Bảo mày để anh làm hết một mình nè. Mẹ chưa cho ăn đoàn, mẹ còn bảo mẹ khen nè. Được lắm. Ông ấy trai chết tiệt này. Bây giờ mình giấu mà kiểm tra chỗ khác, ông nó không phát hiện ra được. Tưởng thế nào? Quả này biết tay với mình. The next day. Hai đứa ơi, mẹ đi chợ. Hai đứa dọn dẹp nhà cửa đi. Nhất là cái mây nhá. Đừng có mà để anh làm mình. Dạ. Vâng, mẹ yên tâm. Hôm nay á, con sẽ làm hết luôn. Nếu hôm nay con mà không làm nha, mẹ có thể đánh đòn con và cầm cúp tiền trên mặt con luôn cũng được. Con kia sao lại ngồi đi ăn? Đứng dậy làm việc nhà đi. Sao không ngủ đây ăn? Người làm việc nhà đi, hôm qua làm hết rồi. À giỏi quá. Hôm nay lại còn dám sai cả anh à? Mày quên cái bài kiểm tra không điểm mày đúng không? Không điểm nào? Hay là bài kiểm tra một điểm của anh á? Em thấy nó ở đằng sau nút vàng kìa. Hả? Cái gì cô? Sao lại biết nhỉ? Sao? Rồi anh có đi làm việc nhà không hay là để em đưa bài kiểm tra một điểm của anh cho mẹ? Ừ được rồi, em mày cứ nghỉ ngơi nhá, để anh làm việc hết cho. Lên bên kia. Anh em lên. Sao thẳng không? Còn nãy mẹ ngoan hết nhỉ? Để mẹ check cam xem. Sao hôm nay thằng anh làm cái gì mà để quan làm hết việc nhà? Đó, check cam mẹ ạ. Thôi mẹ ơi, không cần check đâu. Chắc là anh ấy bận việc gì thôi mẹ ạ. Không được, lần này mẹ phải công bằng. Mẹ sẽ cho thằng anh con một bài học. Sao mẹ thấy thằng anh quan làm nếu còn không quan làm? Con... À, mẹ về rồi ạ. Con có quà khoe mẹ này. Đây mẹ ơi. Cái gì đây? Cho khoai tây tại sao con không được ạ? Mày lúc này con dọn nhà tìm mày đúng. Vậy tay. Tối nay đi. Không ai có gì hết. Còn con điên là cái đấy mẹ. Ôi giời, đói quá. Hôm nay mẹ mình không nấu cơm cho mình. À, gọi Nam của Ngáo. Giờ không được ăn mới được. Alo, gì đây? Alo, này. Tớ đang ngủ hả? Dậy đi, mấy giờ tớ ngủ? Tớ đang đói quá. Cả tối mẹ tớ không nấu ăn cho tớ bao giờ. Tớ không làm gì nữa. Cậu, hay là cậu đi mua đồ ăn cho tớ đi. Cậu chân thì kệ cậu chứ. Rồi đi ngủ đi, em ngủ đi. Cậu mà không đi nhá thì á. Để tớ rủ cả Khải với cả Nhật lên đó đi nhá. Thế được. Các bạn ơi, bây giờ đang là 1 giờ sáng nha. Bọn mình sẽ làm thử thách là người ngừng ăn đêm cuối cùng sẽ giành được 5 triệu. Wow.
Hôm nay tớ sẽ trích lợi ra 5 triệu để dành để làm giải thưởng nha. Để xem ai là người ăn khỏe nhất. Đây. Và thực đơn đây của hôm nay sẽ là toàn các xiên trên cổng trường của mình hay ăn đó. Uầy, một đa dạng loại xiên này. Nói bé thôi. Hả? Ui, nhìn mấy cái đồ này tớ thèm lắm. Tớ không chịu ăn luôn đi. Đương nhiên mọi lần là bọn mình phải có thử thách trò chơi mới thú vị đúng không? Là phải buồn ngủ chơi gì không? Phải chơi, chơi xong mới được ăn. Và ai là người chiến thắng thì có ưu thế hơn nha các bạn. Ui thôi, tớ buồn ngủ lắm. Ăn luôn đi. Cái người này cứ họ ăn lấy đủ lý do. Không rồi, do là hôm nay chơi thử thách vào một cái giờ rất đặc biệt. Nên là mình sẽ miễn cái vòng đầu không có một trò chơi gì cả. Và mỗi người ta chọn của anh xin là mình yêu thích. Gà chọn đẹp. Tớ sẽ chọn là gà này. Đây là gà cuốn trong biển hay sao? À không. Hò lo. Sao mà nói to nhỉ? Nghe rõ tôi sẽ gà. Nào, bây giờ mình nghe rõ đây, chúng ta không có trò chơi nhưng vẫn phải có thử thách nha. Và thử thách sẽ là ai ăn một miếng hết cái xiên này của mình sẽ là người chiến thắng. Chiến thắng được vào trong. Bí thuật. Mặc dù không phải ăn một miếng thôi. Ôi của mình có vị sung khoái các bạn ơi. Ngoan quá. Cái gà của mình nó không bị thanh tanh của trong biển nữa. Khô các bạn ạ. Có vẻ gà. Mực của mình ăn rất ngon nha. Gà hơi cháy. Cổ lô của mình ăn thì là kiểu xúc xích, ăn rất là ngọt. Mình rõ vị mực luôn nha. Mỗi người một vị. Vòng này ai cũng xuất sắc vượt qua thì vòng 2 phải tăng độ khó hơn nữa. Trò chơi đầu tiên. Tớ nghĩ là một trò cực kỳ hay nhưng mà cũng dễ làm thôi nhưng mà cũng khó nha. Đó chính là trò lấy đầu lưỡi chạm lên đầu mũi. Ai làm được sẽ là người chiến thắng nha. Thôi. Cái này mình cũng đã làm thử rồi, không làm được. Không biết đâu. Thế nào? Nào của nó? Thử làm thế nào? Thế là loại rồi nhá. Không các bạn. Đấy lưng khải. Là đi. Quay mặt lên này. Quay mặt lên này. Để cho các bạn thấy. Đây sát sát vào. Mình có một cách rồi. Nào, như thế nào? Vừa mới thấy là nhỏ thì cũng phải cách khoảng 2-3 sao. Chịu. Còn một đoạn. À, thử lưng mình nha. Nhổ mai. Chơi vào cái giờ đấy nó học mệnh mình hay sao ấy. Trời phát thắng luôn. Vào một điều đó là gì các em? Đó là tấm bi kịch tinh thần. Vòng này bọn mình sẽ ăn theo nước sốt nha. Mấy cái này thì chẳng thì không phải nói các bạn không biết chấm cái gì ngon nữa đúng không? Đương nhiên là tương ớt rồi, mình sẽ chọn tương ớt. Còn ba cái này bốc thăm. Ok. Đây, mình có thể thiếu bốc thăm cho ba người bạn của mình. Ok. Là ngon luôn. Mình chưa bao giờ chấm hào các bạn ạ. Mình ăn thử chứ. Mày ăn thử nhá. Ôi, chấm hào ngon thật đấy các bạn ơi. Cái gì chấm hào cũng ngon các bạn ạ. Nó có độ chua chua mà mặn. Mà ăn vui. Ăn cảm giác như là có thiết hợp và hương vị bí các bạn ạ. Cái chứ là chấm này là nhà. Chính nào cũng ngon. Thôi, mình sẽ ăn cái xiên đây đi. Đấy, trông màu sắc này là mình thích này các bạn ơi. Đây, chấm với cả tương ớt nha. Wow. Cái vỏ mình không biết là gì nhưng mà bên ngoài rất là giòn. Và bên trong thì nó có sốt trứng muối các bạn. Để xem bị màu xanh là bên trong là cái gì nữa. Có phô mai các bạn ơi. Nó xuất sắc luôn đấy. Nó thực sự. Ui các bạn ơi, mình phải chấm phải giấm. Xiên ngon như này mà chấm giấm không biết vị như nào nhỉ. Mình nó thi sinh rồi. An toàn lấy xiên bò mà chấm giấm. Thôi, mình ăn.
Các bạn hàng nào ngon nhưng mà giống như nó cứ kiểu mốc mốc chua chua kiểu gì ấy. Chịu là giấm bỗng thì thế thôi. Chịu mày không ăn đâu. Thế là cậu từ bỏ 5 triệu à? Thôi 5 triệu sức khỏe thế, sức khỏe. Các bạn ơi, mình sẽ chọn Việt phô mai. Này, đây, sao thấy của mình đây. Ủa thật cay quá các bạn ơi. Việt phô mai nó có một lớp phô mai bên trong chảy ra ăn cực kỳ thơm luôn. Vỏ ngoài giòn, rất dễ ăn, một cộng. Ủa nó cay quá. Nó đúng kiểu tê tê đầu lưỡi luôn đấy các bạn. Mà đang cay đang nóng như này phải đội mũ. Ủa. Ôi các bạn ơi, bọn mình đã có một cuộc sinh bỏ cuộc. Và chúng ta chỉ còn có 3 người xuất sắc đi vào vòng này thôi. Trò tiếp theo chúng ta là một trò đố vui nha các bạn. Nào, thì con nhỏ sẽ là người ra ra câu hỏi. Câu hỏi cái gì có kích thước bằng con voi nhưng không nặng tí nào cả? Cái gì có kích thước bằng con voi nhưng không nặng? Nước à? Ẩm xe à? Bóng của con voi. Chính ra Đấy ai cứu tôi ai cứu. Và hôm nay bọn mình sẽ ăn theo số lượng nha. Và người chiến thắng sẽ được chọn số lượng mà người ta muốn ăn. Và nếu mà người thua sẽ phải bốc thăng nha các bạn. Mình bây giờ ăn quá các bạn rồi. Nên mình sẽ chọn 2 cái. Nhiều quá. Nhiều quá. Để bốc thì nó sao chứ. Để bọn chiến thuật các bạn à. Bốc thăng nha các bạn. Ok. Đấy, sắp xếp rồi các bạn ơi. Thì đúng sắp xếp thật rồi các bạn ơi. Trời ơi, đau rồi. Mình sẽ chọn hai xin này nha các bạn. Cái này cũng ngon ngon nhưng mà mình vẫn biết chắc chắn cái này cực kỳ xịn luôn, ăn cực kỳ là ngon. Trời ơi, chấm luôn, chấm luôn các bạn ạ. Cắn ngon phát luôn mà cũng vô cùng mới rẻ hơn các bạn ạ. Ngon đâu rồi, ui, trong thanh đời là có cái món này ngon ngực như vậy. Bên trong bánh này nó không có cái sốt gì cả nhưng mà ăn ngực thì là mềm. Chắc là bánh chả cá gì đấy, kệ đi các bạn. Đây là mình hình như là đây là hồ lô. Của mình là 5 xin cơ bạn ơi. Ăn thế làm sao mà giữ sức của vòng trong được. Đây là xin chả cá rau củ các bạn ạ. Ăn cái xin này nó nhạt lắm. Kiểu không có gì ngoài mình. Mẹ em mình hơi không có cảm giác gì ngoài dầu mỡ quá. Nhưng mà xin này không ngon. Mình biết không ngon nha. Nào để mình ăn thử xin hả cả. Trông xin này có vẻ xịn sò ngon hơn đấy. Ngon thôi. Cái vỏ rất là giòn, bên trong có nhân tôm nha. Ngon đấy. Hai xin. Đây là xin đậu phô mai các bạn ơi. Xin thứ tư. Xin tôm. Mình rất là thích cái món này. Ăn bao nhiêu loại xin mình vẫn mê cái món này nhất các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, 20 xiên đối với mình là quá đơn giản luôn. Mình cũng hay ăn món này mà. Ngại gì đâu. Bạn nào theo dõi mình bấy lâu nay thì mình nói thật luôn, mình chưa ngán một cái thử thách nào. Mà thử thách nào thì mình cũng giành chiến thắng các bạn ạ. Nên là có mỗi việc ăn là quá đơn giản của mình. 20 cái này là cơ hội để test hết tất cả các loại xiên trên mâm này. Cũng được mấy cái rồi, mình gái của mày cũng no quá. Chỉ có 2 cái thôi đấy, rồi mấy cái. Đây cũng là xiên tôm. Nhưng mà cái xiên tôm này nó thơm mà nó sẽ kiểu cái bột nó sẽ mềm hơn các bạn ơi. Nó kiểu có tí vị thanh cua nữa cơ. Mình thấy quá à. Much, much, much later. Wow. Cái này nó mưa rồi. Ủa,
mình xin lỗi cuộc đời. Các bạn ơi, chỉ còn mình và Khải khủng khiếp trụ lại đến cái vòng này. Đúng lắm rồi, mình quay trở lại vị trí này các bạn. Nói ra mình phải vượt đua lại vòng đấu của mình. Nào, bây giờ cuộc đua này là của hai đứa mình, nhưng mà xem ai là chủ cuộc đua thì bây giờ ta phải thử thách xem ai ăn được hết nhiều hơn. Mỗi người có 10 xiên, okay. Ai ăn hết nhiều hơn sẽ là người chiến thắng nha. Nhanh nhất nha, xin lỗi. Ok, xiên đầu tiên. Giờ mình cũng có anh. Rồi. Mẹ nữa. Tôi tìm mẹ về học đây. Chúng ta không thoát được đâu. Mày, làm gì giờ này không ngủ? Mày lại mày mời cái gì đấy? Mày sẽ cho mày như ma luôn.